Xin chào mọi người ha. Tối nay mình giới thiệu đến mọi người laptop Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 6. Gen 6 là tên của nó, còn nấy là chip i5 thế hệ 8 nha mọi người. Dòng Gen 6 thì khá là nổi tiếng luôn, bởi vì là nó bền mà nó cũng cái chất lượng rất là ok, LED phím rồi đầy đủ, phím rất là đẹp mọi người. Đây nè, mình có tặng cho mọi người tấm dán phím quốc tế dán vào là đúng khuôn của dòng này luôn, của i1 carbon luôn, bấm rất là sướng. Tới giờ này xài i1 carbon gen 6 vẫn rất là mê mọi người, mà ai đã từng xài i1 carbon rồi là không muốn xài những cái dòng khác, đó là thật sự luôn. Bàn re chuột là mướt nè, góc bàn chuột rồi là ok hết, bên này là chữ ThinkPad mướt rượt luôn. Đây là i5 gen 8 nha, cái mặt này thì tương đối sạch đẹp. Màn là 14 inch Full HD IPS nha mọi người. Và chip i5 thế hệ 8 này, i5 cái X1 Carbon Gen 6, cái Gen 6 là cái tên của cái dòng X1 Carbon thôi. Nhưng mà đây là chip i5 thế hệ 8 nha. Nếu như mà là X1 Carbon Gen 7 thì cái chip nó vẫn là i5 thế hệ 8, mà ví dụ thay vì 8250 thì cái kia sẽ là 8350, ví dụ vậy mọi người. Số 83 đúng rồi, tầm không phải là 8350 mà 8365 hay gì đó, đại khái là như vậy á. RAM 8GB, SSD là 256, SSD này mọi người có thể nâng cấp lên 512, 1T gì đều được hết ha. Màn hình đó thì mình nhìn là tương đối sạch đẹp, tuy nhiên mình soi rất là kỹ luôn thì có hơi phản quang rất là nhẹ, thực sự rất là nhẹ nha mọi người, nếu không để ý là không có thấy đâu, rất là nhẹ. Đây một chút xíu xíu thôi mọi người, này hơi trắng nhẹ trên nền trắng, cái này thì bình thường, tại vì trên i1 carbon là thường thường nó hay như vậy lắm, có nhiều người ta không có nhắc đến, nhưng mà mình là thấy sao là sẽ nói như vậy á mọi người. Và soi rõ, chỉ rõ cho mọi người luôn, có nhiều khách vào nhà mình nhìn cả buổi vẫn không biết là nó phản quang chỗ nào, nhưng mà thật sự ra khi mà nhìn quen rồi mình thấy nó rất là nhẹ, xíu xíu chỗ này thôi, hơi trắng nhẹ trên nền trắng. Có thể là cái hướng nhìn khó thấy, không thấy được luôn, rất là nhẹ thôi, không hề ảnh hưởng gì ha. Và máy thì hoạt động hoàn hảo, cái đó thì không có ảnh hưởng gì hết. Chỉ một carbon hầu hết luôn mọi người, đấy mọi người mua nó đều có phản quang rất là nhẹ, hoặc là nó bị ốc chó rất là nhẹ. Cái này là màn đẹp, chỉ phản quang một chấm nhỏ vậy thôi. Webcam rồi đầy đủ, có thể bật ngửa 180 độ như thế này nha. Đó, phím thì có LED phím rất là đều luôn, đẹp. Pin thì trên 3 giờ kèm sạc tay xe zin. Cái máy này thì nó bị xấu nha mọi người, ở trong nó là ok rồi. B047 là mã mình đặt cho máy này, giá thì rẻ thôi nhưng mà xấu như thế nào thì từ từ. Đây trên cái vỏ của nó, vỏ là vỏ carbon nha, X1 carbon nghĩa là vỏ carbon và được phủ lớp nhung chống trơn trượt lên, nó nhẹ đó mọi người, nhưng mà cái nó hằn cái dấu sticker quá trời luôn. Cái này thì mọi người nếu như mà không quan trọng thì cũng không sao, đi cày bừa giá rẻ mà mình mua cái máy chữa cháy thì cũng ok. Nhưng mà nếu như mọi người kỹ á, mình bỏ số tiền ít thôi, mọi người đi dán đề ca nó dán, hoặc là mua cái dán là nó sẽ chừa cái X1 màu đỏ này ra và người ta sẽ cắt sẵn luôn, nó chừa hết cái này ra. Ở trên mạng mình thấy cũng bán nhiều dán lên rất là đẹp, còn không quan trọng thì thôi để nguyên như vậy. Đây là cũng Nhật nào nó cũng nghịch, nó dán dạng như là nó dán đề ca lên đó mọi người, nó sử dụng như vậy đây, cho nên là nó bị xấu, nó hằn cái stick cơ không à, chứ còn trầy tróc hay bể vỡ là không có nha. Và bây giờ trầy tróc mình sẽ chỉ ở trên này thì ngõ USB nè, cái mặt bên này thì nó đẹp, không có bị trầy tróc, chỉ có trầy tróc bên này thôi. Bên này là ngõ sạc Type-C, ngõ kết nối Type-C, này là Type-C sấm sét nha. Rồi cái này là ra mạng LAN USB HDMI, và mọi người thấy nó mòn như thế này. Đây nè, cái trên này thì không sao, mà ở dưới này thì nó có hơi mòn. Mòn đã qua sử dụng thì nó mòn như vậy, mình nghĩ là người ta hay sử dụng cái ngõ này. Nó có mòn cái lớp nhung còn ra cái trên này là lớp carbon đó mọi người. Đó, thì nó có bị xấu như vậy, còn lại là ok. Và giá là 5 triệu, ai chốt có thể inbox mình. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình nha. Ai mua hàng cọc 1 triệu còn lại mình ship code. Mọi người nhận hàng kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Máy thì vỏ xấu nhưng mà chất lượng thì tuyệt vời luôn á mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều.